Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 Tết. Mai là rằm. Hiện tại thì mình đang đứng ở xã Giao Nhân, Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ngày hôm nay nói Giao Nhân mọi người biết cái gì không? Giao Nhân là ngày hôm nay có một chợ rất đặc trưng của huyện Lạc Thủy, đây chợ phiên. Phiên Giao Nhân thì trong tháng họp ngày mùng 4, mùng 8, 14, 18 và 24, 28 mọi người. Xin mời mọi người đi vào cùng tham quan chợ của mình nhé. Nói đến chợ phiên ở Giao Nhân, chắc chắn là chợ bể mọi người nhé. Chợ này có bề dày lịch sử cũng lâu rồi đấy. Đi vào trong chợ tham quan. Cái này hàng nông sản, sản phẩm địa phương như vậy nhé. Cái này cái đồ bánh cua. Chào bà, cho cháu quay cho chia sẻ với mọi người tí mà. Dạ bà, cho quay chia sẻ mọi người tí ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pha trà. Bốn món đặc sản Tây Hậu đấy anh ơi, chuẩn bị sống rồi kìa. Vâng. Cũng sống như vậy nấu chè làm giả cố. Quay chia sẻ lúc tí quay bán hàng. Bạn sân làm xi măng rồi trời mưa rồi nước rồi bạn đi sơn mắm nông nghiệp buộc sẻ mài móng búa đào bắt hàng đục mất hết thật đấy. Cơm mọi người nhé, cơm một xong canh các thứ mình trước khi bếp cơm xong rồi cho đây bưng bê nó dễ đổ tre cũng cái này là cái đó nhé. Vậy tôm cá ở kênh ở ruộng cái kia là trước mình nhớ cái kia bằng cái bụng hơi giống không giống rồi đấy. Cháu quay video đi bà. Đây là củ gì đấy bà ơi? Đây là củ ngà. Ngà đấy. Đây. Cái này bao nhiêu tiền một cân nhỉ? Bán có 12.000 một cân. Cái này ngon lắm ấy. Cái này để nấu canh đi bà nhỉ? Cái này nấu canh, nấu chè. Còn đây là củ xương. Đây là củ sử. Hình giống. Hiền. Hiền chữa được bệnh này. Vâng. Đau xương. Để làm rượu thuốc xoa bóp như vậy nhỉ? Bóp đây. Vừa uống vừa xoa. Còn nhiệt 3 năm này mà uống cái xoa cái này mà còn đi được cái này. Không phải để tôi đấy. Vâng, rất cảm ơn bà nhá. Đi quay một tí đã.
Thật dây cây rau ngọt giống bầu nước. Bầu nước. Nếu lấy từ cây một để đánh nhận lên không lấy thôi. Chợ này rộng lắm mọi người. Dây to thế. Thêm củ sắn dây. Lá chim cái gì đây? Quay. Sắn dây bao nhiêu tiền một cân chị nhỉ? Sắn dây tươi này. Sắn dây là 20.000 một cân. Anh lấy nhiều thì em sẽ hạ giá đi. Đại ca. Đây có hai quả mít ngon. Túi này từ rong bà nhỉ? Đây củ rong nha mọi người, ăn miến rong ấy là người ta làm từ tinh bột với củ rong riền. Không phải bở mà nằm giống. Giấu nó ăn đi chứ mang cái bé đi vào. Cái này ngày trước bà nhà nhà nào có một vườn đấy. Kia là khoai nước nhé. Khoai này khoai ngứa. Khoai này ở đây khoai cô này thì đây thì bác ngày trước đã từng ăn cái củ khoai trong nồi cắm lợn chưa? Người nào mà về đây thấy người nào về đây là về mai là mai luôn đâu. Khi mua một người về mình bán thì bán được cái này nhỉ? Bịt mẹ là mua người ta cầu bán. Cái này là chuối mật đấy bà nhỉ? Cái này bao nhiêu tiền một lải đấy ạ?
15.000 thôi. 15.000. Cái này ngon lắm này, ngã cái. Cái này là phải luộc lên đấy chứ bà. Không phải luộc, không phải luộc. Để chín rồi ăn được. Chín cây đấy. Lại chứ hồn quá. Chuối tiêu này bao nhiêu tiền một lải đi? Không thì rắn nguyên. Dạ. Nó rắn nguyên chứ nó có nhiều vô đâu. Đây để anh đưa cái lải chuối này này. Ngã đi. Ngã cái nó lên dập mất mấy lải. Mua cả đi thì bán rẻ cho. Nhưng mà lúc nữa cháu mua ấy, bây giờ nó đang đi quay video này không cầm được ấy. Để quay chia sẻ ở chợ cho mọi người xem. Vâng ạ, cháu đang đi quay video tí rồi. Và cháu đang đi quay video chia sẻ. Con đi mấy cân chị? 8 đồng cái này thì mua đặt nhiều đặt Bánh giò bao nhiêu tiền cái chị ơi? Cái này bánh gì? Bao nhiêu tiền cái này đấy? 5.000 một chiếc. 5.000 một cái, bán cho em 4 cái. Chè hộp cẩm. Bánh rán chè. Chứ con nhà trường thích ngay. Ôi chết xuống. Mm-hmm.
bên này các bác có thớt nghiến dày quá nhỉ, đẹp quá nhỉ. Thớt nghiến dày cộp luôn rồi mọi người này. Cái thớt dày này bao nhiêu tiền một cái bác nhỉ? Đường kính 40, 650. Dày 7-8 phân mọi người nhé. 8 phân đây, gần 9 phân đây. Thớt này đẹp đấy không ạ? Đây thì bán quanh năm. Thớt dày dày dặn, không dính lõi, dính không dính nào. Cái này đai là thêm 100 nghìn nữa không? Không, có 50 nghìn. 50 nghìn cái đai. Đây nóc. Cái đai mình tiện thì mình xách đi lại nó dễ. Có ngoài không thì có. Còn 50 nghìn cái đai vào đấy nữa. Có đai không? Để à đây cái này nó có cái quai rồi thì cũng chẳng cần phải đai nữa. Có quai sẵn rồi. Vâng. Đẹp ạ. Kính 50 dày 7 phân này, đẹp long lanh. Hả? 40. 45. Mua thớt này vào trong chuẩn bị nhá. Ba. Tiền nhưng mà vứt đi vậy. Đi quay đi đó. Để mọi người giày này bán giày dép. Các loại. Quay hình video chia sẻ mọi người vậy. Rất nhiều nón. Hôm nay vâng, hôm nay chợ có vẻ ít người các bạn nhỉ. Out.
ruộng các quay. Ốc này bao nhiêu tiền một cân cho bác nhỉ? 107 anh ơi. Dạ, hàng sống này anh ạ. À, em bao sống luôn. Bao sống luôn anh ạ. À. Đây là cả đây cũng sống hết luôn anh. Cái loại size nhỏ hơn chân ba. Vâng. Các bạn em ơi. Cua này là bao nhiêu tiền một cân cho bác nhỉ? Cua là bao tiền cân? 500 ăn thì đấy thì em 450 em ạ. Cái em này đem phun dây. Đem biển phun dây. Đây này em phải số này này có cái máy này mất tiền này. Có buộc thì cái loại dây nó bằng ngón tay thôi chứ không. Đó, 14 à? Cái số 14 đấy. Ôi, cái chân của bạch tuộc nó to thế này bác nhỉ. Chân nó to. Đó, 40.000 bao nạc nhá. 40.000 bao nạc nhá. 40.000 bao nạc. Xin chào mọi người, video tiếp theo của mình.